từ 6 giờ sáng, chị Vũ Thị Hằng sửa soạn sách vở để đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Đây là một ngày trọng đại với con. Giảng, nhiều bà mẹ không may có con tật nguyền, hạnh phúc khi thấy chúng chập chững vào đời. Song bên cạnh đó là nỗi lo âu khi con phải xa quê lên Hà Nội học, hòa nhập với cộng đồng.